Dạ vâng, thưa các bạn, tôi yêu những nụ cười tỏa nắng hơn là những giọt nước mắt náo nề. Vậy các bạn có thể vì cô mà hôm nay chúng ta hãy cùng cùng cố gắng nhé. Hãy cùng vui vẻ và cố gắng nhé. Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu động từ kirohata. Bây giờ, kirohata được sử dụng như thế nào và nó có ý nghĩa gì? Tôi mời các bạn hãy cùng theo dõi. Chúng ta hãy nhìn vào những ví dụ sau. 다음 주에 제주도에 가기로 했어요. Vâng, người này đã quyết định gì? Là tuần sau người ấy sẽ đi đến đảo Jeju-do. 가기로 했어요 là động từ 가다 kết hợp với 기로 했어요 là đã quyết định đi đến đảo Jeju, đúng ạ? 다음에는 삼겹살 먹기로 해요. Thưa các bạn, thường thì các bạn thích ăn những món ăn gì? Cô rất thích món ăn thịt ba chỉ nướng. Nó có những gia vị rất là ngon và nó còn ngon hơn nếu như các bạn nướng thịt ba chỉ với gì? Với khoai tây và nó được ăn với gì? Ăn với kim chi, tỏi và gì? Đậu tương. Đúng ạ. Và khi ăn, thường thường người Hàn Quốc ăn ấy thì người ta sẽ gói một gói thật to và ăn làm sao mà hai cái má nó búng lên, nhìn thấy rất là ngon lành, đấy mới gọi là ăn ngon. Còn ở Việt Nam mình nhìn thấy như thế là bảo mình gì? Là người ham ăn, đúng ạ. Lần sau chúng ta sẽ đi ăn thịt ba chỉ nhé, đúng ạ. 자료 파기로 결정했습니다. Xe của các bạn đã sử dụng rất là lâu, rất là cũ. Các bạn rất không muốn bán nó. Nhưng vì sao? Xe lâu rồi, xe lâu đời rồi thì sao? Nó sẽ ăn xăng và hay hư hỏng. Và lúc sửa một cái xe thì nó như thế nào? Tốn rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Cho nên chúng ta đã quyết định gì? Là sẽ bán cái xe đi, đúng không ạ? 자료 파기로 결정했어요. Chúng ta thấy động từ gì? 팔다, đúng không ạ? Kết hợp với gì? 기로 하다, đúng không ạ? 담배를 끊기로 결심했습니다. Ừ, các bạn thấy thuốc lá nó có lợi hay là có hại cho sức khỏe ạ? Đúng rồi, thuốc lá nó rất có hại cho sức khỏe. Vì sao? Vì nó sẽ biến phổi của chúng ta đang gì? Đang nguyên vẹn sẽ trở thành lủng lỗ và rất rất nhiều người bị bệnh lao phổi vì hút thuốc lá. Và cái việc khi người hút thuốc lá không có hại bằng những cái người mà ngửi thấy mùi thuốc lá, thưa các bạn. Đấy là gì? Những nhà nghiên cứu đã nói như thế, thưa các bạn. Vậy cho nên khi các bạn hút thuốc thì các bạn nên tránh xa các em bé và các cụ già. Đấy là các bạn đang vì gì? Vì con của các bạn, gia đình của các bạn, đúng không ạ? Vì thuốc lá không có lợi cho sức khỏe cho nên người nói đã làm gì? Đã quyết định, quyết tâm. Quyết tâm là sẽ bỏ thuốc, đúng ạ? Và không biết là đã bao nhiêu người làm được điều này rồi. Chúng ta sẽ đi vào hình dung xem hình thức áp dụng cụ thể và ý nghĩa của nó là gì. Vâng, kirohata là gì? Cấu trúc dùng để thể hiện mình quyết định làm một cái việc gì đó hoặc là mình hứa hẹn làm một cái việc gì đó với người nào đấy, đúng không ạ? Chúng ta hứa nhé. Ngày mai chúng ta đi xem phim nhé. Đúng ạ. Chúng ta có gì? Yakusokata. Yakusokata là gì? Là hứa. Đúng ạ. Kết hợp với gì? Kirohata thành yakusokakiro hata thành hứa hẹn. Đúng ạ. Nolta. Xin lỗi các bạn nhé. Nolta là gì? Là động từ chơi, đúng không ạ? Có phụ âm cuối.
chúng ta sẽ loại bỏ ta và kết hợp gì? Kiro hata. Và trở thành gì? Noi kiro hata. Quyết tâm là sẽ chơi, đúng không ạ? Vâng, khi sử dụng kiro hata, các bạn cần lưu ý những đặc điểm sau. Chúng ta lấy ví dụ như Onibuto noreru jonsup hakiro hata. Tên vì sao các bạn? Vì việc jonsup hakiro hata là gì? Là quá khứ, đúng không ạ? Onibuto noreru jonsup hata là cái gì? Là hiện tại, đúng không ạ? Nhưng việc bạn đã hứa với lòng là gì? Sẽ đã quyết tâm là sẽ tập hát, đúng không ạ? Thì là cái việc này bạn đã hứa trước rồi, quyết tâm trước rồi, cho nên là các bạn không được biết là kiro hata mà phải biết là onibuto noreru jonsup hakiro hata. Các bạn phải nói như thế này, đúng không ạ? Các bạn cũng không được nói là onibuto noreru jonsup hakiro hata, cũng là sai, đúng không ạ? Đây là thể hiện đúng, đúng không ạ? Kiro hata có thể dùng để thể hiện để hứa với ai? Với chính bản thân mình, na và na, chính bản thân mình. Hoặc cũng có thể dùng để hứa với gì? Với mình, với bản thân người khác, ta rin saram. Từ ngày hôm nay tôi đã quyết tâm là sẽ học hát, đúng không thưa các bạn? Vâng, ngoài ra kiro hata còn có thể được sử dụng cho những từ phủ định như chi an kiro hata. Thì chi an kiro hata thường được dùng cho gì? Cho văn viết. Còn an kiro hata lại thường dùng cho văn nói. Chúng ta có những ví dụ sau. Ije namcha chinku wa sauchi an kiro hetsuyo. Người nói chắc là thường hay cãi nhau với bạn trai, đúng không ạ? Khi mà cãi nhau với bạn trai hoặc là cãi nhau với ai đấy thì các bạn thấy như thế nào? Rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Rất là buồn chán, đúng không ạ? Không muốn làm gì, không muốn ăn gì, làm cũng không được, học cũng không xong, đúng không ạ? Cho nên người này muốn cải thiện là không muốn cãi nhau với bạn trai nữa, cho nên đã dùng kiro hata để nói như thế nào? Ije namcha chinguwa sauchi an kiro hetsuyo. Này thường được dùng cho văn viết, đúng không ạ? Và ije namcha chinguwa an sau kiro hetsuyo thường dùng cho gì? Văn nói, đúng không ạ? Vì sao? Ở đây văn nói sẽ được rút gọn, còn văn viết sẽ được sao? Được nới ra, ví dụ như chi an kiro hetsuyo, mấy chữ ạ? 7 chữ, đúng không ạ? Nếu như các bạn thi năng lực tiếng Hàn thì đây là điều lợi cho các bạn và sẽ được điểm cao hơn là các bạn sử dụng an kiro hetsuyo. Các bạn lưu ý nhé. Từ bây giờ mình đã hứa là sẽ không cãi nhau với bạn trai, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và các bạn lưu ý hơn nữa là kiro hata đặc biệt không được sử dụng với gì? Tính từ. Ta có như ví dụ sau. Onibuto yeppu kiro heo. Tên vì sao? Yeppu kiro hata. Yeppu ta là gì? Là tính từ, đúng không ạ? Không được sử dụng với tính từ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập. Chúng ta có Onibuto metai 50만 원씩 적금 ha teng teng teng. Chúng ta sẽ sử dụng kiro hata như thế nào ạ? Onibuto metai 15만 원씩 적금 하기로 했어요. Đúng ạ? Kể từ ngày hôm nay tôi đã quyết định mỗi tháng sẽ gì? Tiết kiệm 500.000 won, đúng không ạ? 50.000 won, đúng không ạ? Chờ cơm là gì? Là việc tiết kiệm bỏ tiền vào trong sổ ngân hàng, đúng không ạ? Mê tai tức là tháng này, tháng kia, những tháng nối tiếp nhau, tức là mỗi tháng, đúng không ạ? Có nghĩa là mỗi tháng. Hiệu cài nên cố hè nghe cả sơ bu mô nìm y rưỡi tèng tèng. Chúng ta phải làm như thế nào ạ? Tốp kiro hết sở yô.
Chúng ta có gì? Động từ tốp tá liên kết với gì? Kỳ rô hết sở yô. Đúng ạ. Đúng là một người con hiếu thảo đúng không các bạn? Chúng ta có tiếp. Và nghĩa của câu này là gì? Tôi đã quyết định là vào ngày nghỉ tôi sẽ về quê để giúp bố mẹ. 오늘은 친구하고 영화를 보 땡땡땡 là gì ạ? Vâng. Chúng ta đây là động từ mô tả đúng ạ? Chúng ta sẽ có 오늘은 친구하고 영화를 보기로 했어요. Vâng, hôm nay tôi đã hứa là sẽ gì? Sẽ đi xem phim với bạn. 저는 티자를 가져가 땡땡땡. Chúng ta phải nói như thế nào ạ? 가져가기로 했어요. 가져가기로 했어요 là động từ 가져가다 là mang theo, đem theo, đúng không ạ? Hoặc là có, đúng không ạ? Liên kết với gì? 기로 했어요, đúng không ạ? Ý của câu này sẽ là tôi đã quyết định gì? Đem theo bánh pizza. Bánh pizza là gì? Nó được xuất phát từ nước Ý, đúng không ạ? Được nhào bằng bột mì với hình dáng là hình tròn, đúng không ạ? Có nhiều gia vị như cà chua, thơm, dứa, đúng không ạ? Thơm hay còn gọi là dứa, đúng không ạ? Với lại gì nữa? Khoai tây, thịt, vân vân và vân vân. Là một món ăn mà rất được nhiều các bạn trẻ ở Hàn Quốc yêu thích, thưa các bạn. Chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập tiếp theo. 일곱시에 만나요. Hai người đã hẹn là gì? Gặp nhau vào 7 giờ. Thì chúng ta phải nói như thế nào? 일곱시에 만나기로 해요. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ nhé. 만나기로 có động từ là 만나다, gặp, đúng không ạ? 오늘은 바쁘니까 내일 가 땡땡땡 가기로 해요. Vì hôm nay mình bận cho nên ngày mai chúng ta hãy đi xem nhé. 가기로 해요 có động từ là 가다 kết hợp với 기로 해요. 저는 불국사에 가고 싶어요. 경주에 가 땡땡땡 가기로 했어요. Chúng ta có động từ gì? Ka ta là đi đúng không ạ? Kết hợp với kiro hata. Mình muốn đi gì? Chùa Phật Quốc. Hoặc là tôi quyết định đi đến và tôi quyết định đi đến gì? Kiêng Chu. Pui Quốc Sa là một ngôi chùa từ thời Silla. Được tọa lạc ở đâu? Ở thành phố Kiêng Chu, tỉnh Kiêng Búc. Và có rất nhiều di sản văn hóa quý báu mang tính nghệ thuật Phật giáo. Và có tên thật là gì? Là Chùa Phật Quốc, thưa các bạn. Nếu các bạn sang Hàn Quốc, các bạn hãy một lần đi đến Kiêng Chu và xem Chùa Phật Quốc. Rất là đẹp, thưa các bạn. Vâng. Giờ đồ buồn ké. 시로 시작해서 요로 끝나는 말을 고백해드릴게요. 수고 많았어요.